Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Lo Trung Hoa vỡ, Tập Cảnh Bình khoe cơ bắp, sợ tự diễn biến, Nguyễn Phú Trọng đuổi ủy viên. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn cũng đã biết những cuộc chiến căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã đem lại hậu quả rất lớn cho hai nước này và đặc biệt Trung Quốc, và đã làm cho kinh tế toàn cầu đã bị giảm phát triển đi rất nhiều. Và bên cạnh đó thì tại Việt Nam, với nền kinh tế xã hội chủ nghĩa tương tự như của Trung Quốc, thì đây là một điều đáng lo lắng trong thời gian tới của Việt Nam khi Trung Quốc cũng là một đất nước xã hội chủ nghĩa tương tự. Và các cuộc chiến biểu tình tại Hồng Kông kể từ tháng 6 năm 2019 đến nay đã bước sang tháng thứ tư. Trước công luận quốc tế và thế giới, Trung Quốc vẫn không dám đưa quân đội vào đàn áp như hồi biểu tình ở Thiên An Môn, mà chỉ gầm ghè đưa quân áp sát biên giới với Hồng Kông. Và hình ảnh các bạn có thể xem ở trên một số trang truyền thông trong và ngoài nước đăng tải. Đây là việc hơn 500 xe quân sự Trung Quốc tập trung sát Hồng Kông. Các ảnh chụp vệ tinh cho thấy dường như hơn 500 chiếc xe quân sự Trung Quốc đậu ở trong và xung quanh một sân vận động tại thành phố Thẩm Quyến, giáp ranh giới với Hồng Kông. Và các bức ảnh do chương trình Walkview của công ty Mass chụp hôm 12 tháng 8 theo AP cho thấy các xe quân sự đậu trong trung tâm thể thao Thẩm Quyến, vốn là sân vận động đa năng thường được dùng để phục vụ cho các trận bóng bàn, bóng đá và ở Thẩm Quyến và đối diện Hồng Kông. Thì đây là hình ảnh rất đặc biệt mà các bạn cũng đã được thấy chia sẻ. Và trong sân này nếu để gần thì thấy rất rõ là rất nhiều xe quân đội của Trung Quốc đã đậu sẵn. Và với hình thức cũng như là phương pháp đàn áp của Trung Quốc đối với những cái vụ việc biểu tình ở trong nước thì chúng ta thấy rõ rằng Trung Quốc có thể sẽ ra tay vào thời gian tới. Nhưng cho đến thời điểm này thì Trung Quốc vẫn đang ám quân ở gần Hồng Kông mà thôi. Và tình hình thế giới rất bất lợi cho Trung Quốc khi cuộc chiến thương mại với Mỹ chưa thấy hồi kết. Những gì thấy được mới chỉ là một thỏa thuận, một phần được đạt được vào hôm thứ Sáu vừa qua, tức là ngày 11 tháng 10 năm 2019 tại Washington, để Mỹ đồng ý bước đầu không tăng thêm 5% thuế nữa. Thì Trung Quốc trước khi sang đàm phán đã phải ký mua tới 600.000 tấn đậu nành và 10.000 tấn thịt lợn. Và hình ảnh rất rõ và các bạn có thể thấy chia sẻ trên một số trang báo đã đăng là trước đàm phán thương mại, Trung Quốc mua 600.000 tấn đậu nành và 10.000 tấn thịt lợn từ Mỹ. Đây là các công ty tư nhân Trung Quốc đã mua ít nhất 10 tàu đậu nành Mỹ vào thứ Năm. Đây là số lượng đậu nành nhập khẩu từ Mỹ lớn nhất của Trung Quốc kể từ hồi tháng 6 đến nay, trước cuộc đàm phán cấp cao được nhằm vào tháng tới. Thì đây là một cái đơn hàng khổng lồ. Và việc Trung Quốc vào tháng 9 quyết định hủy tăng thuế đối với 18 mặt hàng của Mỹ, trong đó có thịt lợn và đậu nành, hai sản phẩm quan trọng cho cả nông dân hai nước, cũng được cho là dấu hiệu cho thấy kinh tế Trung Quốc đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, chưa thể biết Bắc Kinh có sẵn sàng nhân nhượng trong cuộc đàm phán tiếp theo hay không. Phía Trung Quốc cũng có những diều hâu không chịu khuất phục trước chính quyền Mỹ đang tìm cách hạ gục họ. Và đây là những cái điều rất đặc biệt. Và với Trung Quốc với hơn 1,4 tỷ dân thì họ cũng là có nhu cầu rất lớn. Và thương chiến Mỹ-Trung đã gây ra hậu quả rất lớn cho cái việc cuộc sống và của người dân tại Trung Quốc. Đó là việc thiếu thịt lợn tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để cung cấp cho 1,4 tỷ người. Nhiều nơi đã phải quay lại thời kỳ tem phiếu, xếp hàng để mua được khẩu phần thịt lợn đó. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy trên một số trang tại Trung Quốc đã đăng tải. Đây là hình phát tem phiếu mua thịt giá chiết khấu. Đây là hình tem phiếu để mua thịt lợn ở Trung Quốc. Tại Nam Ninh, thủ phủ của vùng Tây Nam, chính quyền đã phải phát tem phiếu mua thịt với giá chiết khấu cho người dân. Mỗi người chỉ được mua giới hạn 1kg thịt mỗi ngày tại 10 điểm bán thịt thí điểm. Tem phiếu giảm giá này cũng tồn tại ở một vài thành phố phía Nam của tỉnh Phúc Kiến. Hệ thống tem phiếu này được dự kiến duy trì đến cuối năm do nhu cầu cao điểm. Cũng tại Phúc Kiến, chính quyền Lệ Thành của thành phố Phủ Điền cũng cung cấp cho người dân khoản trợ cấp 4 nhân dân tệ mỗi kg thịt được mua. Mỗi người phải chỉ được mua có 2 cân. Từ đầu tháng 8, người dân ở Hạ Môn, một thành phố khác ở Phúc Kiến, cũng có tem phiếu với mức giới hạn cao hơn 2,5 kg thịt mỗi ngày. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, thông tin về việc phát hành phiếu chiết khấu của chính quyền một số địa phương ở Trung Quốc khiến nhiều người lo lắng về việc trở lại của chế độ tem phiếu thời bao cấp kéo dài từ những năm 1950 tới cuối những năm 1980 và 1990. Thì đây là cái điều mà Trung Quốc chưa từng diễn ra trong thời gian gần đây và bây giờ bắt đầu phải quay trở lại vì cuộc thương chiến này. Và các hãng công nghệ hàng đầu của Trung Quốc như Huawei đã bị chính phủ Mỹ cấm mua hàng từ Mỹ vì lo ngại các thiết bị của hãng này có thể được dùng để thu thập dữ liệu và theo dõi cũng như là hoạt động gián điệp để chuyển về Bắc Kinh.
Về tệ hại hơn là khi gần đây hôm 10 tháng 8, chính phủ Mỹ đã ban hành lệnh cấm đối với các công ty an ninh của Trung Quốc, và điều này gây tai hại rất lớn. Và một bài báo ở quốc tế đã đăng tải điều này. Mỹ đưa thêm công ty khởi nghiệp Trung Quốc vào danh sách đen. Chính phủ Mỹ đưa thêm một số công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc vào danh sách đen về thương mại để trừng phạt Bắc Kinh về việc đối xử với người thiểu số Hồi giáo. Đây là theo Reuters đã đưa tin. Hãng tin Anh cho biết rằng bước đi mới này gây thêm căng thẳng trong quan hệ hai nước trước cuộc đàm phán thương mại cấp cao ở Washington trong tuần này. Quyết định vấp phải sự chỉ trích của Bắc Kinh này nhắm vào mục tiêu 20 cơ quan đảm trách vấn đề an ninh công cộng của Trung Quốc, cũng như 8 công ty, trong đó có công ty giám sát bằng video Hikishin, cũng như các công ty hàng đầu về công nghệ nhận dạng như Zenzer, Time Group và Mevi ETD. Bước đi trên cấm các công ty mua các thiết bị từ phía Mỹ nếu không được sự chấp thuận của chính phủ Mỹ. Và Reuters cho rằng điều này có thể khiến cho một số công ty Trung Quốc bị đưa vào danh sách sẽ gặp khó khăn trong thời gian tới. Các quan chức Mỹ nói rằng động thái mới giống như bước đi nhằm hạn chế ảnh hưởng của công ty Huawei không liên quan gì tới việc hai nước tái tiếp tục cuộc đàm phán thương mại trong tuần này. Có nghĩa là Mỹ đã tách bạch cái vấn đề này ra và họ cấm các công ty của Trung Quốc, nhưng họ vẫn đàm phán, và hai vấn đề đó là hai vấn đề khác nhau theo như phía Mỹ đã nói. Và Trung Quốc cũng bị Mỹ và các quốc tế lên án mạnh vì hành vi giam giữ hàng triệu người Ngô Duy Nghĩ vào những khu nhà tập trung. Và đây là một số bài báo đã được đăng tải hình ảnh người Uyghur đang được cầu nguyện tại một thánh đường Hồi giáo ở Tân Cương, Trung Quốc. Hoa Kỳ ngày 8 tháng 10 loan báo từ chối cấp visa cho các quan chức Trung Quốc vì tình trạng giam giữ và vi phạm nhân quyền đối với cộng đồng thiểu số Hồi giáo, làm gia tăng căng thẳng Mỹ-Trung. Bộ Ngoại giao Mỹ đưa tin thông báo này một ngày sau khi Bộ Thương mại Mỹ quyết định liệt kê 20 văn phòng công an cùng 8 công ty của Trung Quốc vào danh sách đen vì nạn bạc đãi người Hồi giáo, Uyghur và cộng đồng sắc tộc thiểu số khác của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao không nêu tên các giới chức Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm visa này. Thì đây là cái điều rất đặc biệt vì Trung Quốc liên tục bị tấn công và bị các nước, đặc biệt là Mỹ, đã đưa ra những biện pháp đối phó không phải bằng thương mại mà bằng cả những biện pháp về hành chính và những biện pháp về giao lưu cũng như về công nghệ trong thời gian qua, và chắc chắn trong thời gian tới sẽ còn nhiều chuyện diễn ra. Và gần với Trung Quốc đã nổi lên, các quốc gia cũng đã trở nên cứng rắn hơn trước các đe dọa cưỡng chiếm lãnh thổ của họ. Cụ thể nhất là Đài Loan đã đặt mua một lô 66 chiếc máy bay F-16 của Mỹ và tập trận bắn tên lửa ra ngoài biển nhằm răn đe Trung Quốc chớ xâm phạm chủ quyền của họ và cưỡng bức để thống nhất Trung Quốc. Và đây là hình ảnh các bạn có thể xem của mua 66 chiến đấu cơ F-16 của Mỹ, Đài Loan đe dọa Trung Quốc như thế nào. Đây là hình ảnh chiếc máy bay đó. Phi đội 66 máy bay chiến đấu mới của Đài Loan mua của Mỹ sẽ càng khiến Trung Quốc chịu tổn thất lớn nếu quyết tâm thu hồi hòn đảo này bằng vũ lực. Theo SCMP của nhà phân tích quân sự đã đưa ra những thông tin và nhận định sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn việc bán lô 66 chiếc chiến đấu cơ của Lockheed Martin F-16 V cho Đài Loan với giá 8 tỷ đô la. Đơn hàng này vẫn cần sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ. Nhà phân tích quân sự Anthony nói với đơn giá 120 triệu đô la một chiếc tiêm kích F-16V rất tốt nhưng đắt đỏ. Nhưng mặt khác cũng giúp cho Đài Loan tăng cường thêm sức năng lực phòng thủ trước các máy bay chiến đấu của đại lục. Và đây là hình ảnh rất hiện đại của chiếc máy bay F-16V này. Và Đài Loan đã mua 66 chiếc để bảo vệ cái chủ quyền của mình. Và bên cạnh đó chúng ta cũng thấy rất rõ, lập tức là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có những lời hăm dọa. Chủ tịch Tập Cận Bình báo âm mưu chia rẽ Trung Quốc đã cảnh báo những điều này. Đây là hình ông Tập Cận Bình được trẻ em Nepal chào đón ngày 12 tháng 10 năm 2019 vừa qua trong chuyến thăm. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 13 tháng 10 cảnh báo rằng bất cứ âm mưu nào nhằm chia rẽ Trung Quốc sẽ bị đập tan. Bất kỳ ai âm mưu chia rẽ Trung Quốc tại bất kỳ nơi nào của đất nước sẽ bị nghiền nát, ông Tập nói với Thủ tướng Nepal Oily trong cuộc gặp hôm 13 tháng 10 theo kênh truyền hình nhà nước CCTV của Trung Quốc đã đưa. Và ông nói thêm, bất kỳ thế lực nào bên ngoài ủng hộ các âm mưu như vậy nhằm chia rẽ Trung Quốc sẽ bị người dân Trung Quốc coi là những kẻ ảo tưởng. Tức là ông đã nói và nhắm vào những cái nước xung quanh, và khi hối thúc và giúp đỡ những cái nước khác để bảo vệ chủ quyền trước Trung Quốc. Và thêm một thông tin nữa là đặc biệt, suốt 3 tháng nay tại vùng bãi tư chính và trên biển Đông,
Trung Quốc đã cho đội tàu thăm dò Hải Dương 8 và các tàu hộ tống đi ngày càng sâu hơn vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để khảo sát địa chất và có thể chuẩn bị cho việc hạ đặt giàn khoan dầu khí vào trong thời gian tới. Và điều mà các bạn có thể thấy rất rõ, đây là thông tin là hải trình của chiếc tàu Hải Dương 8 ngày hôm nay đã diễn ra ngày 13 tháng 10 2019, rất cụ thể và rất rõ ràng đã được chia sẻ. Đội tàu hộ tống Hải Dương 8 và của Trung Quốc đang hoạt động thăm dò trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam vào hôm nay 13 tháng 10 do nhà nghiên cứu Phạm Thắng Nam đã chia sẻ. Một phần vùng khảo sát của Hải Dương 8 thực hiện trong các ngày vừa qua rộng bằng 4 triệu lần diện tích một sân bóng đá. Đây là ông đã so sánh với số sân bóng đá. Từ ngày 27 tháng 9 năm 2019 cho đến nay, Hải Dương 8 đã và đang thực hiện một vùng đợt khảo sát mới, vùng khảo sát thứ 4. Vùng khảo sát này được chia làm hai phân vùng A và phân vùng B. Phân vùng A được thực hiện từ ngày 27 tháng 9 đến nay, đến ngày 9 tháng 10 năm 2019. Phân vùng này gồm 6 đường khảo sát chạy từ Nam lên Bắc và từ Bắc xuống Nam song song với kinh tuyến. Chiều rộng của phân vùng A được đo với diện tích với tiện ích chuyên dùng tích hợp trên web Reuters của công ty Traffic là 37 hải lý, tức là 68 km. Chiều ngang, chiều dài là 224 hải lý, tức là 414 km. Diện tích của phân vùng A là 28.414 km². Kích thước một sân bóng đá loại 11 cầu thủ theo tiêu chuẩn của FIFA là 105m x 68m. Vậy diện tích sân là 0,007 km. Và ông đã so sánh với sân bóng đá. Như vậy diện tích phân vùng A do Hải Dương 8 vừa khảo sát gấp 4.059.143 lần diện tích sân bóng đá tiêu chuẩn, bằng diện tích nước Armenia, gần bằng diện tích nước Bỉ. Hải Dương 8 hiện đang thực hiện phân vùng B, diện tích phân vùng B sẽ lớn hơn nhưng đường khảo sát có thể thưa hơn. Ở đây là để gần sát gần lại, các bạn đã thấy chia sẻ của cái hoạt động của tàu thăm dò Hải Dương 8 đang diễn ra hiện nay trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và Việt Nam vẫn chưa có biện pháp để ngăn chặn điều này cũng như bảo vệ chủ quyền đất nước. Thì điều này rất nghiêm trọng và có lẽ quân đội Việt Nam cũng như Đảng và Chính phủ Việt Nam cần phải xem xét trong thời gian tới một cách cụ thể và thấu đáo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã cố im lặng trong 3 tháng nay để mặc cho Bộ Ngoại giao của ông Phạm Bình Minh đối phó bằng 40 cuộc gặp, công hàm phản đối, nhưng Trung Quốc không hề đếm xỉa đến và ngày càng đi sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thăm dò dầu khí. Và chúng ta cụ thể nhất, chúng ta cũng thấy rất rõ là những cái phản đối của Bộ Ngoại giao Việt Nam như thế này đã được đưa ra, là Việt Nam phản đối Trung Quốc cản trở hoạt động dầu khí. Và đây là phát ngôn của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trong cuộc họp báo chiều ngày 12 tháng 9 vừa qua. Và cuối cùng, dường như trước sức ép của nhân dân, dư luận xã hội và các nước trên thế giới, tại hội nghị Trung ương 11 vừa qua đã phải dành nửa ngày, đó là vào sáng hôm thứ Sáu, mùng 11 tháng 10, để nghe Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng và các lực lượng chấp pháp trên Biển Đông báo cáo về tình hình Biển Đông. Và thông tin chi tiết này thì hiện nay Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang giấu giếm người dân và họ đã không công bố điều đó. Nhưng có một tiết lộ, đó là ông Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng Trung ương đã dùng nửa ngày để bàn về vấn đề Biển Đông. Nhưng bàn như thế nào và sẽ định ra sao thì ông không nói. Và nhiều đảng viên vốn là tướng lĩnh quân đội, cán bộ cấp cao đã lên tiếng và yêu cầu Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam cần phải đưa ra đối sách rõ ràng hơn với Trung Quốc vì họ đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông. Điều này dường như đã trở thành làn sóng ngầm đe dọa sự tồn vong của Đảng Cộng sản vì họ đã không thể bảo vệ được chủ quyền đất nước với sự xâm lấn của Trung Quốc. Tham nhũng, hối lộ và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã lan rộng ra từ khắp từ xã, huyện, tỉnh lên đến Trung ương. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố tại Hội nghị Trung ương 11 kỷ luật trên 70 cán bộ đảng viên và khai trừ đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý chỉ mang tính mị dân để tiếp tục duy trì hệ thống cai trị như thế này mà thôi. Và thực tế, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chưa dám thừa nhận rằng người dân và ngay cả các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã quá chán nản và muốn sớm vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản đã lỗi thời để được sống trong một đất nước dân chủ, tự do, bình đẳng và pháp quyền như các nước văn minh trên thế giới. Rất nhiều đảng viên và cán bộ này đã lẳng lặng tự diễn biến từ lâu để chuẩn bị cho một tình huống sẽ sống trên một đất nước Việt Nam không còn chủ nghĩa cộng sản nữa. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại bình luận để chúng tôi có thể phục vụ các bạn trong thời gian sớm nhất và nhanh nhất cũng như thông tin trung thực nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát thanh lần tới. Chào các bạn, Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.